Thưa quý vị, chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nơi mà thất bại của Ukraine không chỉ là một khả năng mà còn là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Với việc thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ, bức tranh chiến lược của Ukraine đang u tối, kịch bản tồi tệ nhất đang hiện hữu khi mà Ukraine có thể sẽ không thể đứng vững trước áp lực từ chiến dịch mùa đông của Nga. Điều này không chỉ đánh dấu một bước lùi nghiêm trọng cho Ukraine, mà còn là tin xấu cho châu Âu nói chung và là một cú đánh mạnh mẽ vào chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ không cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết, các quốc gia NATO đang rơi vào tình trạng hoang mang và lo lắng. Họ e ngại việc biến thành nguồn cung không đáy cho Ukraine, đồng thời nghi ngờ về hiệu quả của chính những gói viện trợ mà họ đã cung cấp. Sự bất ổn này không chỉ làm rối loạn dòng viện trợ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Nga. Trong khung cảnh đầy biến động này, hãy cùng chúng tôi theo dõi và phân tích sâu hơn về cách mà những sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị quốc tế và tìm hiểu xem liệu có một lối thoát nào cho Ukraine trong cuộc chiến này hay không. Mỹ sẽ cắt hẳn viện trợ, đẩy Ukraine vào cơn ác mộng đói khát. Báo cáo mới nhất của Viện Quản lý Nhà nước có trách nhiệm Quincy nhận định, các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ có thể chặn gói viện trợ khổng lồ cho Ukraine ngay cả khi thỏa thuận nhập cư và an ninh biên giới được lưỡng đảng thông qua. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trước đó đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến gói viện trợ quân sự bổ sung 100 tỷ đô do Tổng thống Joe Biden đề xuất dành cho Ukraine. Các lãnh đạo đại diện lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và Chuck Schumer đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của thỏa thuận an ninh biên giới cũng như viện trợ bổ sung cho Ukraine. Cuối năm 2023, gói viện trợ bổ sung trị giá hàng tỷ đô dành cho Ukraine cũng như viện trợ cho Israel và đảo Đài Loan đã không thể được thông qua tại Quốc hội Mỹ sau khi Đảng Cộng Hòa coi vấn đề an ninh biên giới là ưu tiên tuyệt đối. Theo Blaise Smalley, phóng viên của tờ Responsible Statecraft và là cựu phó tổng biên tập của The National Interest, không chắc liệu Hạ viện Mỹ có đồng tình với quan điểm của Thượng viện Mỹ về ngân sách bổ sung hay không, mặc dù thỏa thuận lưỡng đảng về các vấn đề biên giới đang sắp được thực hiện. Ông Smalley đề cập đến trường hợp cứng rắn của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson liên quan đến việc thực hiện các cải cách dự luật di cư sâu rộng, cũng như những lo ngại của ông về việc giám sát viện trợ Ukraine và chiến lược của Kiev. Chúng tôi cần giải đáp những câu hỏi về chiến lược, về kết cục và về trách nhiệm giải trình đối với tiền thuế của người dân Mỹ, ông Johnson nói với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội khác tại Nhà Trắng. Chủ tịch Hạ viện cũng nhấn mạnh vấn đề biên giới vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Hạ nghị sĩ Johnson có thành tích liên tục bỏ phiếu chống lại viện trợ của Ukraine trong quá khứ. Còn theo Mali, hội nghị của Đảng Cộng Hòa về viện trợ cho Ukraine sẽ được tổ chức vào hôm qua, theo giờ địa phương, theo yêu cầu của một nhóm đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện, dẫn đầu là Thượng nghị sĩ Ron Johnson. Malley cho rằng việc kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine đang bắt đầu dần héo mòn trong lòng các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Hơn nữa, một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa thậm chí còn đe dọa sẽ đưa ra kiến nghị bãi nhiệm chống lại Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm nếu ông cho phép một gói viện trợ khác cho Ukraine được thông qua. Tôi sẽ đưa ra kiến nghị Chủ tịch Hạ viện Johnson phải chủ động từ chức nếu ông ấy ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Tờ Axios dẫn lại tuyên bố của dân biểu Marjorie Taylor Greene tại Hạ viện. Việc Mỹ đang ngày càng xa vời với các gói viện trợ cho Kiev đang khiến cho những nước phương Tây còn lại trở nên nao núng. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã tuyên bố nước này không thể một mình duy trì năng lực phòng thủ của Ukraine về lâu dài và các quốc gia khác cần tăng cường đóng góp. Không thể xảy ra việc Đức làm nhiều hơn để giúp Ukraine trong khi những nước khác làm ít hơn, ông Lindner phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Doanh nghiệp Đông Đức hôm 24 tháng 1. Quan chức này đồng thời hối thúc các nước khác thuộc Liên minh châu Âu-EU chia sẻ chi phí trợ giúp Ukraine. Theo đài RT, lãnh đạo Bộ Tài chính Đức đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Văn phòng Thống kê Liên bang tuần trước công bố báo cáo cho biết nền kinh tế nước này đã suy giảm 0,3% trong năm ngoái, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ở khu vực đồng euro rộng lớn hơn. Đức đang chịu ảnh hưởng vì các cuộc biểu tình rầm rộ tái diễn vào đầu tháng 1, khi nông dân bắt đầu dùng máy kéo chặn các tuyến giao thông và đường cao tốc trên toàn quốc.
họ đổ ra đường biểu tình vì Berlin tuyên bố cắt giảm trợ cấp nông nghiệp không lâu sau khi công bố kế hoạch tăng gần gấp đôi trợ giúp cho Kiev vào năm 2024. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã cung cấp các khoản viện trợ trị giá gần 23 tỷ đô cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, đưa nước này trở thành quốc gia tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ. Thủ tướng Đức mới đây bày tỏ tin tưởng EU sẽ đồng ý với gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp sắp tới của khối vào ngày 1 tháng 2. Quay trở lại với Mỹ, tháng 10 năm ngoái, nhóm đại biểu Đảng Cộng Hòa trong Hạ viện Mỹ đã buộc Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Kevin McCarthy phải từ chức sau khi Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của Florida buộc bỏ phiếu về kiến nghị bãi nhiệm. Theo Malley, ông Johnson khó có thể chống lại nhóm đại diện này vì nhiều lý do. Một trong số đó là nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi dự luật viện trợ trị giá hàng tỷ đô, bao gồm ít nhất 10 tỷ đô cho Israel, đã bị một số nghị sĩ Đảng Dân Chủ chú ý. Thành viên Đảng Dân Chủ đang gây sức ép buộc Tel Aviv phải tuân thủ nhân quyền trong cuộc chiến ở Gaza. Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ khi xung đột bắt đầu, 25.105 người Palestine đã thiệt mạng trong khu vực. Có ít nhất 18 thượng nghị sĩ vào ngày 24 tháng 1 đã tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi bổ sung luật an ninh quốc gia, trong đó yêu cầu vũ khí mà bất kỳ quốc gia nào nhận được theo dự luật này phải được sử dụng theo luật pháp Mỹ, luật nhân đạo quốc tế và luật xung đột vũ trang. Từ những rào cản trên, các nhà quan sát nhận định, những đề xuất của Tổng thống Joe Biden đối với khoản viện trợ bổ sung còn lâu mới được thông qua, cho dù đạt được những thay đổi tích cực so với ban đầu. Nga hoàn thành thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái. Theo Sputnik, Nga đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái và sẽ sớm được đưa vào sử dụng cùng các hệ thống tên lửa phòng không SAM tại vùng hoạt động đặc biệt ở Ukraine. Các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với quân đội đang hoàn thiện các cuộc thử nghiệm tên lửa mini chống máy bay không người lái. Dự kiến trong thời gian tới, các hệ thống tên lửa phòng không này sẽ được đưa vào sử dụng, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên phạm vi cả nước và tại các khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Các tên lửa mini này sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống tên lửa phòng không Panzer-SM đã được hiện đại hóa, vốn đã được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt vào năm ngoái. Tên lửa mới có bố cục tiêu chuẩn cho tổ hợp Panzer nhưng có kích thước giảm đáng kể cả về đường kính và chiều dài. Nhờ đó, một hệ thống tên lửa phòng không Panzer-SM có thể được trang bị 48 tên lửa chống máy bay không người lái thay vì 12 tên lửa tiêu chuẩn. Tên lửa săn máy bay không người lái mới rẻ hơn đáng kể so với tên lửa tiêu chuẩn. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống tên lửa phòng không Panzer-SM. Sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng Nga sẽ xác định các điều kiện và khối lượng cung cấp cho quân đội. Công nghệ chống máy bay không người lái là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng tăng do loại vũ khí gây ra. Hệ thống này sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như gây nhiễu tần số vô tuyến, nhiễu tín hiệu và phá hủy vật lý để vô hiệu hóa máy bay không người lái trên không. Máy bay không người lái đã trở thành mối đe dọa chủ yếu trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Để chống lại mối đe dọa tiềm tàng này, Nga đã gắn các thiết bị gây nhiễu lên xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Đây là ví dụ điển hình về chiến tranh điện tử trên chiến trường khi khả hại. Đây là ví dụ điển hình về chiến tranh điện tử trên chiến trường khi cả hai bên trong cuộc xung đột đều tăng cường phòng thủ bằng thiết bị gây nhiễu để bảo vệ quân đội khỏi máy bay không người lái. Bi kịch Ukraine, binh sĩ trên chiến trường bị già hóa. Phần lớn binh sĩ Ukraine đang tham gia chiến đấu với các lực lượng Nga trên tiền tuyến đều là đàn ông trung niên. Tờ Times của Anh cho rằng, vấn đề về thể chất suy giảm của họ đã khiến việc lập kế hoạch quân sự trở nên khó khăn. Dmitry Berlim, chỉ huy lữ đoàn 32 của quân đội Ukraine đang chiến đấu gần Kupiansk đã nói: "Độ tuổi trung bình của một người lính trong một số tiểu đoàn của tôi là 45 tuổi. Ở độ tuổi này, việc thực hiện nhiệm vụ đã khó khăn, có người thậm chí còn không mang theo nổi đạn dược, áo giáp tới các vị trí chiến đấu. Nguồn nhân lực đang cạn kiệt và chất lượng quân tiếp viện ngày càng đi xuống." Tờ Times lưu ý rằng đây là một tình huống khác thường nếu so sánh với các cuộc chiến ở thế kỷ trước, khi phần lớn binh sĩ là nam giới 20 tuổi hoặc thậm chí trẻ hơn. Một trong những lý do cho điều này
Theo The Times trích dẫn một làn sóng tình nguyện viên gia nhập quân đội Ukraine trong những tuần đầu tiên nổ ra xung đột. Phần lớn trong số họ là nam giới ở độ tuổi trên 40. Nhiều người kỳ vọng rằng đơn vị của họ sẽ sớm được tăng cường thêm những tân binh trẻ. Hơn nữa khi đó, ít người tin rằng xung đột sẽ kéo dài như vậy. Một người lính Ukraine 50 tuổi giấu tên cho biết: "Tôi gần như suy sụp, tôi tham gia ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi những thanh niên trẻ hơn tham gia cùng chúng tôi ra mặt trận, họ cũng thường không thể chịu đựng được. Chúng tôi bị tấn công bởi tên lửa, máy bay không người lái, chúng tôi chưa sẵn sàng cho việc này." Tuy nhiên, như The Times đã viết, không phải tất cả những người lính lớn tuổi đều là tình nguyện viên. Nhiều người được huy động và những người chỉ trích nói rằng một lượng lớn đàn ông lớn tuổi từ các vùng nông thôn đã phải ra mặt trận và không có đủ tiền để trốn quân dịch. Trước đó, tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng đưa tin rằng Ukraine đang cần xây dựng lại lực lượng đã bị thương vong của mình, vốn thường xuyên thiếu quân sau gần 2 năm xung đột với Nga. Những người lính sẽ có quyết tâm cao nhất và đã tình nguyện tham gia quân ngũ sớm. Ukraine hiện nay dựa vào quân dịch và đôi khi là vào việc tuyển quân để bổ sung quân số. Trong khi đó, Nga có thể huy động lực lượng dự bị lớn hơn nhiều để bù đắp những tổn thất của mình. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ và nhà phân tích quân sự cho biết, một hệ thống quân dịch yếu kém, không huy động được nhân lực hiệu quả, cung cấp số lượng và chất lượng binh sĩ cần thiết cho quân đội Ukraine. Sự kết hợp giữa vấn đề tiêu cực như là đút lót, chạy giấy tờ y tế giả để tránh quân dịch, miễn trừ và thận trọng về mặt chính trị đã khiến phần lớn tầng lớp trung lưu thành thị ở Ukraine không phải ra chiến trường. Trên chiến tuyến, một tỷ lệ lớn lính quân dịch là những người đàn ông trung niên, chủ yếu đến từ các làng mạc và thị trấn nhỏ. Những người lính kỳ cựu đã chiến đấu từ năm 2022, một số thì kể từ năm 2014, khi Nga lần đầu tiên tấn công vào miền đông Ukraine, bày tỏ sự thất vọng rằng những tân binh thường đã trải qua tuổi có thể lực tốt nhất. Những binh sĩ đã chiến đấu trong thời gian dài lưu ý rằng khi họ đi nghỉ phép ở các thành phố lớn như Kiev hay Dnipro, họ nhìn thấy những thanh niên khỏe mạnh ở độ tuổi 20 và 30 thường xuyên lui tới các phòng tập thể dục, quán bar và nhà hàng sành điệu. Một người điều hành máy bay không người lái thuộc lực lượng đặc biệt của Hải quân Ukraine được biết đến với danh hiệu là Dobro cho biết: "Chúng tôi không có sự huy động toàn diện của xã hội, nhưng đó là điều cần thiết." Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết quân đội đang đề nghị ông tăng thêm tới 500.000 quân. Việc tìm kiếm những tân binh mới đang tỏ ra đặc biệt khó khăn trong giai đoạn chiến tranh tiêu hao hiện nay ở Ukraine. Trong khi đó, sự ủng hộ ngày càng giảm của phương Tây dành cho Ukraine đã khiến tâm trạng của nước này trở nên u ám và khiến cuộc chiến ở tiền tuyến càng trở nên khó khăn hơn. Việc cung cấp vũ khí và đạn dược của phương Tây đã chậm lại đáng kể, do đó Nga đã giành được lợi thế rõ ràng về hỏa lực pháo binh, lĩnh vực mà Ukraine ở thế ngang bằng hồi đầu năm 2023. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.